truy tìm nghi phạm trong vụ án giết người tại thị xã Sơn Tây. Công an thành phố Hà Nội ra thông báo truy tìm một nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tại thị xã Sơn Tây. Nghi phạm này đã vô cùng thủ đoạn và kinh nghiệm khi đổi áo thể thao từ màu đen trước khi gây án sang màu đỏ sau khi gây án. Ngày 20 tháng 11, Công an thành phố Hà Nội thông tin, đơn vị đang phối hợp Công an thị xã Sơn Tây điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 18 tháng 11 tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm có đặc điểm nhận dạng như sau: đối tượng nam giới, khoảng 30 tuổi, đặc điểm bên ngoài, cao khoảng 1,7m, dáng người cao đậm, tóc cắt ngắn không bổ luống. Cơ quan công an thông tin, trang phục trước khi gây án đối tượng mặc ngoài áo khoác thể thao màu đen, phía ngực trái có in chữ Adidas màu trắng, quần dài thể thao màu đen. Túi quần phía trước bên trái có in biểu tượng hình gà trống màu trắng, đeo khẩu trang y tế màu đen, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, phần sau mũ dạng lưới. Phía trước mũ có in hình con ong màu trắng đen, hai chân đi dép có quai kiểu sỏ ngón tối màu. Trang phục sau khi gây án và trên đường bỏ trốn, nghi phạm mặc ngoài áo phông cộc tay, cổ tim màu đỏ, kiểu áo thể thao. Trước ngực áo có in hàng chữ T cùng 4 dấu chấm vuông màu trắng, quần sóc màu đen, hai chân đi dép kiểu sỏ ngón tối màu. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội thông báo ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng có đặc điểm như trên thì báo ngay cho đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Thế Hiển, đội trưởng, số điện thoại 0983 304 879, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp điều tra vụ án, truy bắt đối tượng, xử lý theo quy định pháp luật hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.